Bà Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục kêu oan khi nói lời sau cùng. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục khẳng định mình bị oan. Sáng 7 tháng 10, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, bà Diệp bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỷ đồng trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng để lấy nhà đất 185 Hai Ba Trưng. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Là người đầu tiên đúng trước bục khai báo, bà Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục khẳng định bản thân bị oan. Cây ngay không sợ chết đứng, sớm muộn gì bản án này cũng sẽ phơi bày sự thật. Tôi chỉ muốn làm những ý tốt, có lợi cho nhà nước. Vụ án này xảy ra ngoài ý muốn, tôi không bao giờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Diệp trình bày và xin hội đồng xét xử cho bà được gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến ba ruột của mình. Ba ơi con không phạm tội này, ba hiểu cho con, bà Diệp nói. Giọng chậm rãi, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài cảm ơn luật sư đã bào chữa cho bị cáo xuyên suốt vụ án. Ông Tài nói, trong suốt quá trình công tác, bản thân ông chưa từng bị nhận xét thiếu trách nhiệm là kẻ quay đầu. Dù hội đồng xét xử tuyên mức án như thế nào, tôi cũng sẽ không kêu than, không oán trách. Tôi khẳng định bản thân có thể có những sai sót, nhưng không bao giờ là kẻ cơ hội thiếu trách nhiệm, bị cáo tài nói và mong tòa xem xét khách quan toàn diện để có phán quyết công bằng đối với ông. Các bị cáo còn lại mong hội đồng xét xử tuyên mức án thấp, gửi lời cảm ơn hội đồng xét xử và xin lỗi đến gia đình, cơ quan làm việc. Vị kiểm sát giữ nguyên quan điểm buộc tội. Trước đó tại phần đối đáp, theo đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, việc luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trả tự do cho bị cáo tại tòa. Viện kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm quy kết bị cáo là có căn cứ. Kiểm sát viên nhấn mạnh việc thế chấp 57 cao thắng là có thật, đã được giám định khoa học. Đây là cơ sở pháp lý mà bị cáo cho rằng bản thân bị oan sai. Về những sai sót ngày giờ trên các hợp đồng thế chấp, Viện kiểm sát cho rằng đó chỉ là sai sót về mặt hình thức, các tài liệu này vẫn có giá trị về mặt pháp lý. Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, mấu chốt vụ án là ý chí chủ quan, thể hiện rõ ý thức chiếm đoạt tài sản 185 Hai Bà Trưng của bị cáo ngay từ đầu. Sau khi hoán đổi tài sản và được cấp giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bị cáo Diệp không đưa tài sản này vào Agribank thành phố Hồ Chí Minh để rút giấy chứng nhận nhà đất số 57 Cao Thắng sang tên cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh mà dùng nhà đất số 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Sacombank. Đối với ba bị cáo còn lại, vị kiểm sát cho rằng với vai trò nhiệm vụ tại thời điểm bắt đầu vụ việc, các bị cáo có quyền chỉ đạo ra soát, nắm bắt quy trình hoán đổi để ngăn chặn kịp thời, nhưng các bị cáo đã không thực hiện. 15 giờ 30 chiều nay, tòa tuyên án. Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện tài sản 57 cao thắng đã được công ty Diệp Bạch Dương thế chấp tại ngân hàng Agribank thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến nay chưa được giải chấp. Tuy nhiên năm 2010, bà Diệp vẫn thực hiện hoán đổi tài sản này để lấy tài sản 18523 Trưng. Sau khi có tài sản 18523 Trưng, Bà Dương Thị Bạch Diệp không đưa vào thay thế tài sản thế chấp tại Agribank như thỏa thuận với ngân hàng, mà tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay 160 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam, nay là Sacombank, gây thiệt hại hơn 186 tỷ đồng của nhà nước.